Chị Mila xin chào các bạn nhỏ. Hôm nay rất vui được gặp lại các bạn nhỏ rồi. À, mà hôm nay chị Mila lại có một bộ sưu tập xe. Nhưng mà các bạn ơi, hồi trước đó mình cũng có một bộ sưu tập xe, các bạn có nhớ không? Đây nè, đây là bộ sưu tập xe cũng trước đó. Thích không? Nhưng mà hôm nay đặc biệt hơn, bộ sưu tập xe của mình còn đẹp hơn nữa. Mà xe còn đa dạng hơn nữa đó các bạn. Đây nè, wow, có 6 chiếc xe luôn. Bây giờ mình cùng mở ra khám phá thử từ những chiếc xe gì nha. Bây giờ chị Mila sẽ mở ra cho các bạn xem nha. Quá trời xe luôn. Hay chưa?
Mila sẽ cho các bạn xem nó có thể làm những gì nha. Thôi thì Mila sẽ để anh xem này. Ở bên này anh mà quên, mình chưa biết tên gọi xe này là xe gì đúng không nè. Đây là chiếc xe Ben, các bạn nhớ nhé, là xe Ben nha. Rồi tiếp theo chị Mila sẽ giới thiệu cho các bạn chiếc xe này. Đây chính là chiếc xe cần cẩu nè, nó quen thuộc không? Đây là cái móc câu đó, dùng để câu những đồ vật hàng hóa lên đó. Nhưng mà nó cũng có bốn bánh xe này các bạn, còn xe nó màu cam. Bộ sưu tập của mình hôm nay xe nào cũng màu cam hết, và bốn bánh xe đều là màu đen, nhìn trông thật là hấp dẫn quá ha. Rồi chị Mila sẽ để xe cần cẩu ở đây. Ơ xe cần cẩu, bạn cần cẩu bạn đi đâu đó nhỉ? Chiếc xe cuối cùng các bạn có thấy lạ không? Đây là chiếc xe gì vậy nhỉ? Đây là chiếc xe lô đó, người ta thường dùng để cán đất nè, hoặc là cán đá cho nó bằng phẳng đó. Hay không? Hay, nó có thể quay vòng tròn nè các bạn, hay quá ha. Rồi thường người ta sẽ để dưới đây nè, để dưới đất đó, cán đất đá cho nó bằng phẳng như vậy nè. Hay quá. Rồi bây giờ Mila sẽ cho xe lô ở đây nha. Rồi bây giờ chị Mila sẽ cho xe Ben với lại bạn xe máy xúc ra đây chơi nha. Rồi mấy bạn ở dưới đây đợi chị Mila chút xíu, chị Mila sẽ dẫn mấy bạn đi chơi nha. Rồi đây chính là xe máy xúc đúng không nè. Thường thường là người ta sẽ xúc đất lên đó. Rồi chị Mila sẽ xúc đất lên. Xúc đất lên nha. Xúc đất. Nhầm rồi. Chị Mila lấy sạch nhầm xe rồi. Chị Mila phải lấy xe này mới đúng nè. Rồi để bạn xe. Xe xúc ở đây. Chị Mila lấy xe này. Xe ủi đất nha. Rồi bình thường người ta sẽ cho đất lên đây nè. Đổ vô. Đổ vô đây. Đổ vô xe bên đó. Đổ đất lên xe Ben, xúc đất lên, đổ đất lên xe Ben nè. Rồi ở đây nha. Rồi bạn xe Ben này sẽ chở đất đi đến công trình để xây nhà đó. Rồi em bạn xe Ben ơi, bên này đi nha. Rồi bạn xe Ben đổ đất xuống nè. Đây là công dụng của chiếc xe Ben đó, các bạn có thấy hay không? Nếu các bạn thấy hay thì nhớ nhấn nút like. Comment thì chị Mila sẽ chọn ngẫu nhiên ra một bạn bất kỳ và tặng các bạn món quà này nha. Nhưng mà các bạn nhớ là phải comment tên, số điện thoại và đặc biệt đó là địa chỉ nhà, để chị Mila sẽ giao tận nhà những món đồ chơi này cho các bạn nhé. Rồi, hai bạn này ở đây nha. Mila lấy xe cần cẩu ra cho mấy bạn chơi nè. Bây giờ cho bạn xe máy xúc là bạn cần cẩu, hai bạn đua xe nha. Nhưng mà xe này hay lắm á, mình thả ra một cái là mấy bạn tự chạy nè. Đó, ấy da, tung bạn xe máy ủi rồi. Đó, mấy bạn này chạy xe thích ho. Mình thả ra là mấy bạn chạy nè. Rồi hai bạn này xuất ra nha. Đây, đến giờ chị Mila lấy bạn xe ủi với lại bạn xe nâng hàng hóa lên đó. Cho hai bạn này chạy thử một vòng cho các bạn nhỏ xem nha. Hai bạn này cũng chạy không có kém đâu, nhưng mà bạn xe lưu này chạy chậm lắm, bởi vì cán đất đó, cho nên là phải chạy chậm hơn. Đó, người ta chạy chậm thôi, cho xe lưu cán đất cho nó bằng phẳng nè. Tròn này nè. Đó, hay lắm đó các bạn. Rồi cho bạn xe nhỏ chạy một vòng cho các bạn nhỏ xem. Wow, hay chưa? Rồi bây giờ chị Mila sẽ
cho các bạn vô hàng nha. Các bạn đứng đây, ba bạn thẳng đi đứng đây nha. Hôm nay chị Mila đem đến bộ sản phẩm đồ chơi này cho các bạn có thích không? Nếu các bạn thích, các bạn nhớ nhấn nút subscribe để đón xem nhiều clip tiếp theo của chị Mila nha. Còn bây giờ thì 6 bạn xe chào tạm biệt các bạn nhỏ đi. Vì trò chơi của chị Mila đến đây là kết thúc rồi. Các bạn nhỏ hãy nhớ nhấn nút like, comment để chị Mila chọn ra bất kỳ một bạn nhỏ và tặng bộ sản phẩm đồ chơi xe này nha. Và đặc biệt là các bạn nhỏ hãy nhớ nhấn comment, nhưng mà comment tên, số điện thoại và đặc biệt đó là địa chỉ nhà để chị Mila gửi đến tận nhà những bộ sản phẩm đồ chơi này cho các bạn nhé. Còn bây giờ thì chị Mila và 6 bạn xe xinh xinh nhỏ nhắn này chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nhỏ.